Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Phía trước mặt anh chị là dòng xây Nguyễn Văn Luông hết anh chị, hướng đó là lên cầu Hồng Bàng anh chị, cầu vượt Hồng Bàng á. Còn ở đây là đường bên kia là đường Nguyễn Văn Luông và bên kia là đường Kinh Dương Vương ha. Thì ở đây là ngay chỗ Cấp Mắt nè, Cấp Mắt và chợ Phú Lâm ha. Bên méo bên kia đường của mình á là đường Bà Hôm. Nhân sẽ giới thiệu cho anh chị một bất động sản ở đây. Đó, một căn nhà một trệt và hai lầu sân thượng nha anh chị. Đó, một trệt và hai lầu sân thượng. Anh chị hãy click vào phần mô tả để xem chi tiết bên trong của căn nhà mình ha. Hãy xem bên phần comment để xem chi tiết bên trong của căn nhà mình nha anh chị. Sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Nhân sẽ chạy từ vị trí này qua tới vị trí căn nhà cho anh chị mình xem ha. Rất là gần thôi, ở phường 13 quận 6 mình luôn nha anh chị. Ở hẻm là 239 đường Bà Hôm. Ở đây là dòng xây rồi ha. Ở đây là dòng xây rồi. Ở đây mình là đường Bà Hôm nè anh chị. Rất là gần ha. Một trệt và hai lầu sân thượng. Giá hiện tại chủ đang kêu là 3 tỷ 250 triệu nha anh chị. 3 tỷ 250 triệu còn hương lượng trực tiếp với chủ ha. Anh chị mình đến xem nhà, nếu thấy lý thì sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Sổ hồng riêng nha anh chị, mua bán ký công chứng sang tên. Ở đây là ngã tư giữa đường Bà Hôm và đường Lê Đình Cẩn ha, Đặng Nguyên Cẩn nha anh chị. Còn mé bên tay trái của mình á là chợ Phú Lâm nè anh chị. Đây là chợ Phú Lâm nè. Đó, ở đây là chợ Phú Lâm ha. Căn nhà mình nằm ở bên kia đường ha, hẻm 239 đường Bà Hôm mình luôn nha. Anh chị nhân sẽ review đường cho anh chị mình xem và bên trong căn nhà nhân đã quay rồi. Anh chị mình lại click vào phần comment và chi tiết để xem chi tiết bên trong của căn nhà mình ha. Một căn nhà ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Gần chợ Phú Lâm, gần Cấp Mắt Phú Lâm ha anh chị. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Ở bên kia đường đó anh chị. Ở đây là đường số 10 nè. Màu như xá rồi ra. Ở đây là đường số 10 rồi. Khu vực rất là nhộn nhịp nha. Đây là còn là quận 6 của mình nha anh chị. Ở căn nhà mình nằm bên mé bên kia đường. Đây là 215 rồi. Nhà mình nằm ở địa chỉ là 239 đường Bà Hôm, phường 13 quận 6 của Hồ Chí Minh ha anh chị. Căn nhà một trệt và hai lầu. Ở hẻm bên kia ngay chỗ TH Chu Miêu ha anh chị. Ở bên kia TH Chu Miêu á. Ở bên hẻm 239 bên kia đường ha. Ở đây là mình chạy từ vị trí Phú Lâm mình chạy về đây. Ở hướng nhà mình bên kia đường nha. Và Nhân ở đứng vị trí bên đó quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem. Còn ngã tư phía trước, ngã tư Bà Hôm đó, nút giao giữa quận Tân Bình và xin lỗi anh chị là quận Bình Tân và quận quận 6 ha anh chị đó. Bên kia là Bình Tân và quận 6. Còn cái hẻm nhà mình ở đây ha. Anh chị mình quan tâm bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 393939 ha. Hãy đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản quý nhất cho mình.